Và hi, hello, chào các bạn đã quay trở lại với channel mình. Mình là Nam Tâm Vlog. Thì các bạn có nghe gì lạ không? Đó là cái giọng của mình các bạn ạ. Tại vì hôm nay bị đau họng các bạn, cho nên là nói không được lưu loát cho lắm các bạn ạ. Nó bị khựng khựng lại các bạn. Mình hỏi các bạn một câu nha. Ở đây có ai mà chưa coi Pokemon không? Không đúng không? Đó. Thì rất là nhiều, cái game này cũng là mới ra thôi các bạn ạ. Cái game này tên là Bảo Bối Đại Chiến. Mà nhiều bạn cũng đã nói với mình là chơi Bảo Bối Đại Chiến đi anh. Cho nên là hôm nay mình chơi thử, cũng thấy cuốn lắm các bạn. Chơi, mình vừa đi đánh này. Xong đó mình đi thu phục Pokemon này. Đó, sau đó mình thăng cấp nó lên, mình tiến hóa nó lên. Rồi xong mình đi đánh tiếp, càng ngày mình càng mạnh hơn nữa. Với lại nó có nhiều cái mà cuốn lắm, vì các bạn chơi là các bạn sẽ biết. Cái game này có cái hay một chỗ là bạn cũng không cần chơi nhiều lắm đâu. Tại vì nó có một cái kiểu như là che máy á. Là các bạn dù có tắt app đi nữa thì nó vẫn che máy để cày tiền cho các bạn. Khi mà vào game thì có tiền để nâng cấp Pokemon nha. Đó, thì nó không có lạm dụng mình quá để mình mất quá nhiều thời gian. Cái này mình có thể chơi giải trí một ngày 30 phút, 1 tiếng gì đó cũng được. Cũng ok lắm các bạn. Ok. Nhưng mà có cái là mấy con Pokemon cấp S này các bạn, mình thu phục hơi bị khó luôn các bạn. Mình quăng hết mười mấy Pokeball luôn mà không được. Thế mới cày chứ lại. Cái này thì mình đang trong quá trình chơi thử để mình hiểu rõ hơn rồi mình sẽ chơi cho các bạn xem. Chứ bây giờ mình cứ lèo tèo như một thằng gà mà quay lên các bạn sẽ cười mình chết. Thì khi mà làm clip này mình có thu thập được một số cái code trong game nha. Được Pokemon này, được mấy cái quà tặng trong game để mình nâng cấp rồi á. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Mình có được tầm 20 cái lần các bạn. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ trước một ít. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nha. Thì sau đầu tiên các bạn sẽ ấn vào trong avatar của các bạn. Sau đó các bạn ấn chỗ GT. Và code đầu tiên đó là Pikachu nha các bạn. Thì code này mình sẽ nhận được một con Pokemon và một số đồ nữa các bạn. Đây đó. Cái quả Exit á là để mình nâng cấp Pokemon nha. Còn cái thuốc kia là mình để theo khi mà mình nâng được tới cấp 10 thì mình sẽ có một cái bước tiến hóa lên cái kiểu như là tím đỏ gì đó, là cấp độ hiếm các bạn. Đó, có thứ hai là Master nè. Vẫn còn nhập được nha. Master là có một quả bóng Master nè, đó, vàng và thiên phú nè. Cái này thì hình như là để nâng cấp con nhân vật của mình. Và đây là có thứ ba nha. Mình đã hơi nhanh cho nên là các bạn nếu như các bạn sẽ dừng lại một tí nha. Còn cái thứ ba là Pokeball nha các bạn. Đây, nhập quà được Pokeball và kim cương. Nó kim cương mình có thể quay mấy cái mở để nhận quà, nhận Pokemon các bạn. Trong những tập sau mình sẽ giới thiệu thêm những cái code khác nữa nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip ở đây. Nếu thấy hay để cho mình một like, một subscribe. Và các bạn có ý kiến gì thì để dưới phần bình luận nha. Thì các bạn hãy chơi thử cái trò này thử đi. Nó khá là giải trí các bạn, mình cũng đỡ mất thời gian nữa. Đó, để mình trở về cái tuổi thơ mà bắt Pokemon nha các bạn. Đó, thấy giống thiệt không? Và bây giờ thì bye bye.